Chào các bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một hòm thư phụ trong Gmail. Các bạn mở trình duyệt web lên. Ở đây tôi đã đăng nhập vào tài khoản Gmail của tôi. Các bạn quan sát, ở đây tài khoản Gmail của tôi ngoài hộp thư đến còn có các hộp thư phụ, ví dụ như là công việc này, hay là thư anh Lam này, vân vân. Vậy để các bạn có thể làm các hòm thư phụ như này, ta làm thế nào? Giả sử các bạn muốn làm một hòm thư để chứa thư của một người, ví dụ như là ở đây của tôi, ví dụ như của chị Huyền Trang, thì các bạn mở thư của chị Huyền Trang lên, sau đó các bạn nhấn vào phím tác vụ khác, sau đó các bạn chọn lọc thư theo những thư này. Các bạn chờ trong giây lát. Sau đó hiện ra một bảng hướng dẫn. Các bạn bấm vào tạo bộ lọc với tìm kiếm này. Tiếp theo các bạn bấm vào phím chọn nhãn. Và các bạn bấm chọn nhãn mới. Và các bạn đặt tên nhãn, tức là đặt tên của cái hòm thư phụ. Giả sử đây tôi đặt tên là thư chị Trang. Thư chị Trang. Vì tôi vừa chọn thư của chị Trang thì tôi phải tạo ra một cái mục thư của chị Trang. Sau này tất cả các thư của chị Trang sẽ được gửi về cái hòm thư phụ này, và tôi truy xuất các thư của chị Trang rất là nhanh. Bạn bấm phím tạo. Ok. Và như vậy các bạn bấm tiếp theo là vào tạo bộ lọc. Các bạn quan sát ở trên đây. Vậy là ta đã có hòm thư là thư chị Trang. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo một cái hòm thư phụ ở trong Gmail. Chúc các bạn may mắn. Chào tạm biệt các bạn.